Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022, lễ thánh Marco thánh sử, lễ kính. Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy anh em hãy hạ mình dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa để người nhắc anh em lên trong thời giờ người thăm viếng. Anh em hãy trút bỏ cho người mọi điều lo lắng của anh em, bởi vì chính người chăm sóc anh em. Anh em hãy ăn ở tiết độ và hãy tỉnh thức, vì kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét. Nó rình mò chung quanh tìm kiếm một ai để nuốt. Anh em hãy vững vàng trong đức tin mà chống lại nó, vì biết rằng hết mọi người anh em khác trong thế gian đều phải chịu cùng một sự đau khổ đó nhưng thiên chúa nguồn mạch mọi ân sủng đấng đã kêu gọi anh em tham dự vinh quang đời đời của người trong đức giê xu kitô chính người sẽ làm cho anh em là những người chịu đau khổ ít lâu được hoàn thiện vững vàng và kiên cố nguyện người được vinh quang và uy quyền đến muôn đời amen Nhờ Sivano, người anh em trung tín, tôi công đoàn như thế, tôi viết vắn tắt thư này cho anh em để khuyên nhủ và chứng thực rằng đó là ơn đích thực của Thiên Chúa và anh em đang tận hưởng. Hội thánh được tuyển chọn ở Babylon và Marco. Con tôi gửi lời chào anh em. Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện. Nguyện chúc ơn Chúa ở cùng tất cả anh em những người ở trong Đức Giêsu Kitô. Amen. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ, miền con loan truyền lòng trung thành Chúa vì ngài đã phán tình thương của ta đứng vững muôn đời trên cõi trời cao ngài thiết lập lòng trung tin lạy chúa con sẽ ca ngợi tình thương của chúa tới muôn đời lạy chúa trời xanh ca tôn những kỳ công của chúa và lòng trung thành chúa trong công hội thanh nhân vì trên cõi nước mây ai bằng được chúa trong các con Thiên Chúa ai giống như Ngài. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Phục thay dân tộc biết hân hoan. Lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa và tự hào vì đức công minh Ngài. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Alleluia, Alleluia. Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chiều đông đinh. Ngài là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa. Alleluia. Bài kết thúc phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ Ai không tin sẽ bị luận phạt Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ Nó các thứ tiếng mới lạ Cầm rắn trong tay Và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh vậy sau khi nói với các môn đệ chúa giêsu lên trời và ngự bên hữu thiên chúa phần các ông các ông đi rao giảng khắp mọi nơi có chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời dẫn dạy bằng những phép lạ kèm theo đó là lời chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa có Chúa cùng hoạt động. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Bác cô chương 16, câu 20a Suy niệm Các cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô Phục Sinh đã tạo nên sự hoán cải toàn diện, kỳ diệu nơi các tông đồ. Từ những con người nhát đảm, hoảng loạn, trốn chạy thì thầy chịu khổ nạn. Họ trở thành những người mạnh dạn, loan báo tin mừng. Cho dù bị bắt bớ, đánh đập và kể cả mất mạng sống điều gì đã biến đổi các ông như thế hẳn là không phải do các ông đã được đấng phục sinh ban quyền năng đặc biệt như trừ quỷ chữa lành bệnh nhân hay có uống thuốc độc mà cũng chẳng sao những quyền năng ấy và sự biến đổi nơi các ông có được là nhờ chính đấng phục sinh vẫn luôn đồng hành cùng hoạt động với các ông trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng của họ có chúa cùng hoạt động các ông không sợ hãi trước những hiểm nguy bắt bớ, không nao núng trước những khó khăn, thách đố của vùng đất lạ, nhưng vững tâm thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho các ông. Mời bạn, khi làm việc tông đồ, lắm khi bạn có cảm tưởng mình đang độc hành, ít được quan tâm, đỡ nâng từ người này, người nọ, rồi vì thế, nhiệt huyết, sự mạnh bạo, ngày càng vơi cạn. Bạn hãy yên tâm, Chúa không bao giờ để bạn một mình, nhưng luôn đồng hành cùng hoạt động với chúng ta trong mọi sự để các việc của ta trổ sinh hoa trái sống lời chúa mỗi sáng khi thức dậy bạn ấy dâng ngày mới và mọi việc sẽ làm cho chúa cầu nguyện lạy chúa chúng con cảm tạ chúa vì luôn hiệp hành cùng hoạt động với chúng con trên mọi nẻo đường xin giúp chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện đỡ năng của chúa để mạnh dạn sống đức tin loan báo tin mừng amen Rất suy niệm lời chúa hàng ngày Tư tự có đôi cánh khách du lịch đến thưởng ngoạn Venezia, một thành phố mơ mộng nằm trên sông nước và được làm tăng thêm vẻ đẹp bằng những công trình kiến trúc độc đáo, cũng như bằng những tác phẩm nghệ thuật thời gian nằm ở Mạng đông Bắc Italia, không thể bỏ qua Công trường Marco, công trình mang tên của vị thánh bóng mạng của thành phố Venezia và cũng là vị thánh giáo hội mừng kính hôm nay. Trên con đường tiến gần đến công trường mắt cô, du khách nhìn thấy một con sư tử có đôi cánh đứng sừng sững trên một ngọn tháp cao. Hình sư tử này nhắc đến sự nghiệp viết sách phúc âm đầu tiên của thánh mắt cô, như chứng từ của sử gia Papias sinh sống vào cuối thế kỷ thứ hai viết như sau. Marco, người thông ngôn của Pharaoh, đã viết ra đúng những gì nhớ được tuy không theo thứ tự về những điều đức kitô đã nói và đã làm mắt cô không trực tiếp nghe chúa giảng cũng không phải là môn đệ của ngài nhưng ông đã tháp tùng phêrô người để giảng dạy theo những gì ông cảm thấy cần thiết chứ không phải chủ tâm thuật lại lời chúa một cách có hệ thống Cô là người thông ngôn và lãnh trách nhiệm chép lại những lời Phêrô giảng vì thế không lại gì ở cuối bức thư thứ nhất Ferro gọi ông là Marco người con của tôi ngoài sự gần gũi với thánh Ferro Marco cũng tiếp xúc lân cận với Phaolô bắt đầu vào lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 44 khi Phaolô và Barnaba đưa về Jerusalem số tiền cộng đoàn Antiochia khuyên được để trợ giúp cộng đoàn mạng khi trở về Barbana đem theo Marco là cháu của ông. Sau đó, trong khi đồng hành với Paulo và Barnaba để hoạt động truyền giáo ở đảo Sipra vì một sự bất đồng ý kiến nào đó, Marco đã bỏ về Jerusalem. Vì lý do này, trong chuyến truyền giáo thứ hai, Paulo đã nhất quyết không cho Marco theo. Mặc dù Barnaba tha thiết yêu cầu, sự kiện này đã gây đổ vỡ đến sự cộng tác giữa Phaolô và Barnaba. Nhưng trong những ngày cuối đời khi chờ đợi ngày hành quyết, Phaolô đã viết thư nhắn với Timothée. Hãy đem cả mắt cô đến nữa vì tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy lắm. Bạn bè người ta muốn gặp trong những ngày cuối đời phải là những người đồng sinh, đồng tử. Những chi tiết khác nhau đó của cuộc đời, Thánh Marco không lấy gì làm chắc. Có tài liệu cho là Thánh Nhân chết tự nhiên tài liệu khác lại cho là thánh nhân được phúc tử đạo vương công thánh đường tại công trường marco ở venezia tự hào là còn giữ lại hài cốt của ngài trong cuộc sống marco đã chu toàn bổn phận mà mọi người kitô được kêu gọi phải thực thi đó là rao giảng tin mừng và làm chứng về đức kitô marco đã thực hiện công việc này đặc biệt qua công tác viết sách phúc âm những người kitô khác qua kịch nghệ âm nhạc, thơ phú hay qua việc dạy đạo cho con em quanh bằng ăn của gia đình hoặc qua cuộc sống chứng tá trong những sinh hoạt và nếp sống hàng ngày. Bài trích sách lẽ sống